các bạn. Chia lấy TV. Bữa nay tôi có một tiệc bữa tiệc buffet. Cháu của con của một người cháu. Turn right on Ocean Parkway. Con có một người cháu đi ăn sinh nhật, con có một người cháu. Thì bữa nay đáng lẽ là trời có tuyết. Nhưng mà thời tiết thay đổi. Không có tuyết, chỉ có mưa thôi. Thì one mile, turn left on Avenue U. Cái máy GPS nó biểu mình đi tới cái chỗ đó. Thì bữa nay thì bây giờ là gần 2 giờ rồi. Cho nên ăn buffet thay cho cơm trưa luôn. Bây giờ tôi đang lái xe đây. Bữa nay là trời có mây, nhiệt độ nó cũng hơi ấm một chút, không có lạnh như ngày hôm qua. Thì bây giờ tôi đang lái xe tới cái chỗ ăn buffet đó. Đó là không biết có món gì không. Mà Brooklyn này nó chỉ có 4-5 cái buffet thôi. Tôi không biết cái chỗ này nó có ngon hay không, chưa tới bao giờ nên đi ăn thử coi sao. Thì đó, thì New York này nó có nhiều lắm. Nó New York thì nó có 5 vùng lận: Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx và Staten Island. Thì năm vùng này tôi chỉ biết có 3-4 vùng thôi, còn mấy vùng kia Staten Island tôi chưa tới. Thì buffet thì nó có nhiều chỗ lắm các bạn, nhiều chỗ ăn lắm, mà cuối cùng này chỉ có 3-4 chỗ thôi. Giờ đi tới đó nha. Ok, để tôi quay cảnh ngoài đường cho các bạn coi nha. Đây nè các bạn, bây giờ đang đợi đèn đỏ đó. Đường này là gọi là đường Ocean Parkway. Đường này rộng lắm, rất là rộng. Đó, trời u ám, không có tuyết. Đáng lý bên này có tuyết á, mà bây giờ không có tuyết, chuyển qua mưa. À, ở đây nhà tư nhân ở đây mắc lắm bạn ơi. Mấy cái nhà vòng vòng ở phía đó, đó là trên 2-3 triệu không đó, một căn đó. Bên đó đó trên 2-3 triệu một căn, không có rẻ đâu. Và bữa nào tôi quay cảnh đi vòng vòng New York đây nè, cho bạn coi nhà cửa đi làm sao. Giờ đi có bây giờ đèn xanh nè, lên. Chiếu cho các bạn coi chơi vui vui nha. Đó mấy cái nhà đó đó, cái nhà bên tay trái thôi nè. Có mấy nhà dạng đó đó, 2-3 triệu một căn trở lên đó, mắc lắm. Có mấy nhà nè, đó 2-3 triệu trở lên, không có rẻ đâu. Chờ đợi đèn đỏ. Rồi tôi quên băng theo cái giá đặt. Thì bây giờ phải cầm tay quay phim. Giá đặt để quên nhà rồi. Như cho các bạn coi luôn. Cái căn này nè, đó. Căn đó đó ít nhất là 3 triệu. Tại vì trong đường này là rất là toàn là nhà giàu ở không. Đường này rất là rộng rãi. Cho thấy nó ở không các bạn. Không có người tàu chui dây được đâu. Tụi nó có tiền ở khu này. Đó đèn xanh đi nè, đó. Đi tới đường bên kia quẹo. Thì New York này á, đường xá rất là rộng. Nói đúng ra là nguyên cái tiểu bang New York này là bằng 1/3 của nước Việt Nam mình đó nha các bạn. Bằng 1/3 nước Việt Nam á. Rất là rộng. Rồi. Ok, để mình tắt máy đi để con cảnh sát nó bắt. Đang quay phim nên cảnh sát nó bắt á. Quẹo ở đây nè, đó. Đi vô con đường này. Turn left at the traffic light. Yes. Quay qua đèn vàng rồi, quẹo không được. Ok. Ok, để chút tới chỗ đó tôi quay luôn nha, quay cho cảnh nhà hàng. Giờ tắt nha. Ok, đây là các bạn.
Đây là cái nhà hàng Fleming Grill and Modern Buffet. Là cái nhà hàng này tôi vô bây giờ ăn buffet trong đây, tới đây rồi đó. Thì bây giờ tôi đang quay cái cảnh này ở chỗ của cái mô này. Là cái số nhà ở đây là 3839 Northern Avenue. Thì bữa nay thời tiết cũng rất là lạnh nha. Bên ngoài rất là lạnh, khoảng chắc khoảng 27-28 độ F á. Thì tôi đứng bên đây tôi thấy cũng rét lắm à, chịu không nổi. Không có trời, không có tuyết. Ok, để tôi quay qua đây cho coi. Bên đây. Đây này các bạn. Trời rất lạnh nha, nhưng mà tôi bận áo gì không sao. Tại tôi trong nhà hàng đi mới đi ra, cái nơi cũng chưa đến nổi. Ok các bạn. Rất là lạnh. Đó, cái nhà hàng này nè, đó. Chỉ có 27-28 độ F thôi đó. Bây giờ để đi vô tôi ăn nha. Mở lâu rồi. Ok, này là buffet nha. Pizza nè. Đó, cái này là pizza. Wow, đồ ăn nhiều quá. Tôm. Cua. Này cua này. Cua này cua rang. Cua rang. Tôm. Wow. Nhiều cũng có quá trời luôn. Đây cái này là sườn nha. Như là sườn heo. Wow, tôm. Cá thu. Cá là cá salmon fish. Salmon fish. Còn bên đây có gì? Hạt cảo nè. Đó là hạt cảo. Cánh gà chiên nè. Đó. Tôm chiên. Rồi tôm nhỏ nhỏ. Hi, how are you doing? Cơm. Mì, đó, mì, đậu xanh, đậu đũa đó. Rất liền nè. Đó là clam. Này là clam nè. Clam. Còn đây coi đây có gì. Cũng vậy thôi. Thịt bò, có thịt bò. Wow, bên đây là, ở đây món ngon rồi nha. Quá trời luôn. Đây có gì? Wow, quá trời đồ. Tương đối là cái buffet nhà này tương đối được đó, các bạn. Giá mỗi người mà vô đi ăn ăn một người vô ăn là khoảng 17 đô cộng lại tiền thuế lại tiền tip, cũng như là tổng cộng là khoảng 20-21 đô đó. Đó, cái này như cái này là gì? Tôi lấy sống dĩ rồi. Chân gà. Quá trời. Đó này seaweed nữa. Seaweed. Đó này sushi. Sushi nữa. Đó. Wow, quá trời luôn. Sushi. Sushi nữa. Này là gừng nha các bạn, gừng nha. Cái này là mối tạc nè. Cái này cay lắm. Món này đã đi. I'm on video. Wow, look at this. Sao mà cái sushi nha các bạn. Sushi nó ngon lắm à. Mọi người hàng bên đây. Đây đồ lạnh nè. Đó, đồ lạnh đây. Cua. Cua. Wow. Đồ lạnh nè. Mực nè, đó, mực nè. Đó, quá trời luôn. Qua bên đây. Đây là trái cây. Trái cây. Bánh. Wow.
độ tươi nè. Các bạn nào mà muốn ăn muốn làm cho nó ăn độ sống á, các bạn lấy bắt lấy mỗi phần á, đưa cho nó nấu cho bạn này độ sống nè, đó làm tại chỗ luôn. Đó, thì cái nhà hàng này đặc biệt đó là làm tại chỗ cho bạn luôn. Đó. Wow. Wow, nhiều thiệt á. Wow, bên đây thì bánh giống như bánh ở Việt Nam mà gọi là bánh gì, bánh cô lan gì đó, bánh gì á, bánh hột gà gì đó. Ok, và để mình lấy đồ ăn nha. Nha các bạn, để mình chiếu tổng quát cái buffet nhà hàng này nha. Thì nó chỉ có 1, 2, 3, 4, tức là 4 gian. 4 cái gian giống như nè, 4 cái gian, 4 cái quầy á. Để mình chiếu tổng quát hết nha. Đó như vậy, gian này là gian. Wow, đã thì. Hồi nãy quên chiếu cái gian này. Này là bánh nè, đó. Cake á. Wow. Wow, ăn đã luôn nha. À, đau, đau không? Wow, mấy đứa cháu mới vô. Thì bữa nay là ngày sinh nhật của con của đứa cháu. Nó vô đây nó mời mình ăn. Thì tới đây dự tiệc cho nó vui. Đó. Thế là bánh garlic nha. Garlic, bánh mì garlic nó trộn vô á. Ok, để đi lấy đồ ăn. Rồi cái nhà hàng này coi như là có bộ là được á, ăn được. Ok, để mình vô ăn nha. Ok các bạn, tôi thử cái này nha. Đây là salmon. Salmon nè. Hồi nãy mình quay thử mấy cái món á, quay lên rồi quay đi vô đây. Đó vậy đó. Chào không? Ngon. Này ngon thì đó. Rất hùi ngon rồi. Các bạn, đây là dĩa thứ hai nha. Dĩa thứ hai nè, sushi nè. Đây quả gì? Tâm linh. Tâm linh nè, cái này là tôm chiên bột nè. Còn này là bánh mì ướp tỏi nè. Đây là rong biển nè nha. Đó. Rồi nếu các bạn nào thấy cái video này hấp dẫn á, bạn cho mình một like nha, rồi subscribe nha các bạn. Rồi tôi sẽ làm thêm những cái video kế tiếp. Ok các bạn, đây là dessert của mình nha. Dessert của mình nè. Này là không biết cái này là gì không? Còn cái này là xin sa nè, xin sa đỏ nè, xin sa trắng nè, nho nè. Rồi trái này gọi là cái gì? Thiết kịch gì vậy không biết. Còn đây bánh nè, bánh bông lan đó, nó có để cái miếng nhân gì trên đầu nè, bánh chocolate nè, rồi trái cái kiwi nè, cantaloupe nè, xoài nè, đó. Ở đây giờ đây là mango kiwi nè, đó. Đó cái này là dessert của mình nha. Nãy giờ mình ăn cũng hai đĩa là thấy no, không ăn hết đâu. Đồ nó nhiều lắm nhưng mà không thể nào ăn hết được, chỉ ăn như đây thôi. Ok nha các bạn. Cái mọi người ai mà thích cái video của mình cho mình một like nha, và subscribe nha các bạn. Ok, bye bye.